Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 6 Explore English trên trang web học trực tuyến olmer.vn. Cô cùng với các con đi vào phần bài học tiếp theo. Unit 11. I went to Australia. Writing. Trong bài học ngày hôm nay, cô cùng với các con sẽ đi tìm hiểu cách viết một bài blog về du lịch. Ở những phần học trước, các con đã làm quen với khái niệm blog và cách viết bài blog. Chúng mình cùng ôn tập kiến thức cũ bằng cách trả lời câu hỏi tương tác sau đây của cô. Cô khen các con nắm vững bài cũ rất tốt. Hôm nay chúng mình sẽ viết một bài blog du lịch với nội dung đề bài miêu tả những gì con đã nhìn thấy và đã làm trong 40 đến 60 từ. Cô có bài viết mẫu của một bạn nhỏ kể về chuyến đi của mình đến nước Úc xinh đẹp như sau. I'm on vacation in Australia with my family. My family and I went to Sydney Opera House 2 days ago. We also saw beautiful lakes in the city. Yesterday, we climbed a mountain. We played with some friendly koalas and kangaroos, too. I was a bit tired when I reached the hotel, but we had happy memories. Các con hãy giúp cô tìm và gạch chân những động từ miêu tả các hoạt động có sử dụng trong bài. Các con làm bài rất tốt. Chúng ta có các động từ went, saw, climbed, played, was, reached và had. Các con nhìn lại các động từ này và cho cô biết chúng đang được chia ở thời nào. Rất chính xác, những động từ này đang được chia ở thời quá khứ đơn khi nó kể lại trải nghiệm của con. Bây giờ, để hiểu rõ hơn nội dung của bài này, các con hãy giúp cô chia các hoạt động trải nghiệm tham quan du lịch được kể trong bài viết này theo các nhóm thời gian. Đó là 2 ngày trước, 2 days ago, và yesterday là ngày hôm qua. Các con cùng thử sức với bài tập này nhé. Cô chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng cho bài tập này. Để có thể xếp các hoạt động vào 2 nhóm theo thứ tự thời gian thì các con cần chú ý đến bố cục của bài viết. Các con để ý thấy hoạt động trong mỗi ngày tham quan được bạn nhỏ viết thành một khổ tương ứng trong bài. 2 ngày trước đi đến nhà hát Sydney và ngắm những chiếc hồ xinh đẹp. Ngày hôm qua đi leo núi và chơi với gấu koala và kangaroo. Kết thúc bài, bạn nhỏ cũng không quên chia sẻ những cảm nhận của mình sau chuyến đi bằng việc sử dụng các tính từ miêu tả như tired hay là happy. Đó là toàn bộ nội dung bài viết mẫu. Bây giờ các con sẽ cùng đi thực hành bài viết này dựa trên một số gợi ý sau đây của cô. Bài viết trong khoảng từ 40 đến 60 từ cần có các thông tin sau đây. Thứ nhất, nơi mà con đến thăm. Thứ hai, người mà con đi du lịch với. Thứ ba, con đã làm gì vào ngày đầu tiên của chuyến đi. Những hoạt động vào ngày sau đó. Cảm xúc của con như thế nào? Đừng quên đây là một trang blog, vì thế hãy luôn đính kèm một bức ảnh nơi mà con đến tham quan, du lịch. Các con đã nắm vững yêu cầu của bài rồi đấy. Các con hãy luyện tập ở nhà và hẹn gặp lại các con trong những video bài giảng tiếp theo trên olmer.vn.